đây nè, mơ đi mơ đi. Tao cứ cần mà. Kể cho cháu nghe đi. Được rồi, ngồi xuống đi. Được, được, được. Thấy các cháu ngoan vậy, để ông đây kể câu chuyện thật huynh đệ cho các cháu nghe nha. Hay quá. Câu chuyện xảy ra rất là lâu. Hoàng mẫu nương nương à, có một sợi dây chuyền thật là kỳ diệu đó. Do 10 vị thiên thần có khả năng đặc biệt biến hóa mà thành. Nhưng không may có một lần bà ta ra ngoài đường, một trận gió nổi lên, hoàng mẫu nương nương nhảy mũi, làm sợi dây chuyền văng ra khỏi bàn tay đó. Vậy bà ta có lượm lại không? Bởi vì bà ấy vội vã đi đánh bài chung với bà tiên cô, cho nên mới không lượm trở lại. Và các cháu biết sao không? Sợi dây chuyền đó đó hả, đã rơi xuống phàm gian, trở thành 10 anh em đó. Dạ. Lão già cảm phong hàn ở uống hai thang thuốc là khỏe lại ngay mà. Uống làm gì? Tôi nghĩ chắc không sống qua hôm nay quá. Đừng có nói bậy đó nha. Ngày hôm nay là ngày mừng thọ 100 tuổi của ông, là ngày tốt mà. Tốt cái gì đây? Kiếp trước không biết đã làm điều gì, sinh ra cái thằng con khùng điên. Tôi ngày khờ khờ khảo khảo. Ê, tôi thì sinh thằng con phá của còn sướng hơn. Ê, ông còn vị thiếu gia mà. Nhắc tới cái thằng trời đánh đó hả? Tối ngày chỉ biết bài bạc thôi. Biết trước gì sanh thằng con khờ khảo sướng hơn. Ông muốn thằng con khùng có thằng con khùng, muốn thằng con phá có thằng con phá. Trời cao như vậy là tốt vong quá rồi. Không được. Nếu mà tiếp tục như vậy, gia tài tôi trước sau cũng bị hai thằng phá hết thôi. Ngày mai nhất định phải tới từ đường lập di chúc, mang gia tài tôi hiến hết cho hội cứu nước, hội cô nhi quả phụ, cho các băng đảng, không cho hai thằng trời đánh đâu. Ông đừng có quên còn có hội y học nữa đó nha. Nhưng mà ông đừng có tức giận như vậy nữa. Chuyện gì á, từ từ tính, mang tiền cho người ta hết làm cái gì. Làm gì vậy? Làm giật mình à? Muội à, đừng có đập đầu của tôi nha, tôi sẽ bị khùng đó. Cho khùng luôn. Có nghe ông ta nói vậy không? Không có chi gia tài cho ngươi đâu, để cho ngươi đói chết. Không, đừng nha, tôi không muốn chết đâu, tôi không muốn đâu. Chết hay không? Vậy thì phải cho ông ta chết. Bà xã à, định giết chết cha thiệt hả? Ông ta đâu có xem đại ca là con. Ông ta là một thì chúng ta làm hai. Thừa cái đêm hôm nay giải quyết ổng ngay. Chúc mừng lão già. Chúc mừng lão già. Chúc mừng lão già. Chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Mời ngồi. Lời phải còn để bên kia đi. Dạ. Lão già, đợi thẩm rót nước cho lão già. Chúc cho lão già phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, càng già càng khỏe. Mời uống trà. Giỏi. Tại sao chỉ có mình con vậy? Đại ha, nó đi đâu rồi? Mở hai à, mở hai. Lão già, đại hái về rồi. Mở ba. Cậu ba đâu? Cậu ba cho biết là chưa dẫn xong, cậu ba không chịu về. Tức chết được mà. Cái thằng trời đánh, sinh nhật 100 tuổi của cha mà con lão không già, chịu về đi bài bạc nữa. Cha đừng có nóng giận mà. Để con gọi chồng con về. Nếu như hôm nay nó không về, từ nay đừng có về nữa. Sanh cái thằng con phá của đó, thiệt là kiếp trước ăn ở không có phước đức đó. Phải. Nè nè nè, lão già đừng có giận nha. Nè nè, lão già bình tĩnh đi. Lão già. Nè, ngồi nghỉ ngơi chút đi. Lão già hả? Lão già đừng có giận nha. Con và đầu bự bây giờ xin mừng thọ cho cha. Tôi cha hãy uống ly trà cho mát dạ. Sao ly trà có đồng đồng gì chứ? Đâu có. Cho qua mắt đó. Qua mắt.
Không biết ly trà này có độc hay không đây. Có hay không đây? Không. Làm gì mà có độc? Không hả? Vậy uống giùm cha đi. Uống đi. Được. Không thành vấn đề. Đồ bự hãy uống đi. Nè, đồ bự. Ly trà đâu có độc đâu. Ây à, nóng quá. Ây à, hơi nóng một chút thôi. Ây à, nóng quá, nóng quá. Cô mà. Đồ bự, hãy mang thuốc giải xuống dưới này đi. Tưởng tôi điên sao? Thuốc giải đây nè, muốn lấy lên đây lấy. Cảm ơn. Cảm ơn. Cậu ha, xin lỗi nha. Hôm nay cậu đã mượn tôi 50.000 tiền vàng rồi. Thôi nha, đừng có chơi nữa hả? Nè, bài của tôi đang lên, ông đừng có cản đầu cản đuôi nha. Cậu ha, ngày mai tới chơi tiếp nha, hả? Mời. Chờ một chút đi. Có ngon chơi thêm một ván, bàn tay của tôi trị giá mấy chục đồng tiền vàng, hãy cho giá đi. Thôi đi cậu ha, ngày mai chơi tiếp nha. Nè, chơi cái kiểu gì kỳ vậy? Ăn của tôi biết bao nhiêu tiền, bây giờ muốn chạy làng, chơi cái gì kỳ vậy? Nè, chúng tôi đâu có thể nào cá bàn tay của cậu chứ, đúng đó. Không phải chuyện của ông, đừng có lên tiếng. Bây giờ tôi hỏi nó nè, có chịu chơi hay không? Không phải là không chơi với cậu, nhưng mà... Tôi muốn chơi với anh. Anh muốn chơi cách nào? Là em. Em tới đây làm gì? Anh muốn chơi làm sao? Em nói chơi cái gì đây hả? Ai mà rảnh chơi với anh hả? Anh muốn chơi với không? Nhào vô. Em đâu có biết bài bạc. Em sẽ đánh cá bàn tay với anh. Quánh tôi tì đi. Nè. Đừng có làm như vậy. Vợ chồng với nhau, có gì về nhà nói đi. Buông tay ra. Tại sao không được? Đừng có buộc anh nha. Rõ ràng là 20 rồi. Hả? Thấy chưa? Kiểu em đừng có chơi, em thua rồi. Hả? Anh mai giáo hả? Nè, anh không có gạt em nha. Đây rõ ràng là kỹ thuật cờ bạc mà. Nếu như không chịu thua, ngày mai chơi tiếp đi. Em đi báo quan. Nè, đừng có nóng mà. Ê, cha đã hạ màn rồi, thằng trời đánh nó vẫn chưa về nữa, thiệt tức quá mà. Cha đừng có giận mà, coi chừng sức khỏe là tốt hơn hả? Giờ cá tươi nữa nè. Bác sĩ à? Kêu người tới cứu bác sĩ đi, mau lên. Nè, cha làm sao vậy? Đừng làm cái giật mình. Cha à? Cá này tươi quá. Hãy mau mang quá sẽ bị ra đây cho cha. Bây giờ gì mà cũng ăn nữa hả? Kiếm được nhìn độc hay chưa? Kiếm được rồi mà còn kiếm nhiều nữa. Mang ra đây. Rõ ràng ở trong túi mà, sao đã mất tiêu vậy? Nhỏ xíu như vậy, đâu có phải là nhìn độc đâu chứ. Không phải nhỏ đâu con, mà anh tìm hả, bự như là con khô mực vậy đó. Còn cãi nữa, có chuyện tôi bắt ăn hết bây giờ. Muốn ăn thì ăn lẹ đi, ở sau lưng của em kìa. Không có gì. Lúc nãy ăn ba cái hoa xe bì, bây giờ đổ mồ hôi, cho nên khỏe trong người đó mà. Chúc mừng nha, chúc mừng lão gia, chúc mừng. Chúc mừng. Ăn uống xong chưa? Tại sao không đợi tôi? Thằng trời đánh, bây giờ mới chịu về. Dìu mở ba vào trong trước đi. Dạ. Cha, làm ơn nhẹ tay một chút. Con làm gì bên ngoài, để vợ con ra nông nổi này chứ hả? Tại vì không biết bài bạc mà bắt trước nên thua rồi tức giận đến ngất xỉu. Cha, trước khi con trở về, ông chủ sòng bạc nói cho con biết con là người đầu tiên đã thua tới con số 5 triệu đồng tiền vàng, cho nên ông ta đã tặng con cái thẻ này. Nhưng mà con nghĩ cái thẻ này thích hợp cho cha hơn, vì vậy con tặng cho cha. Cái thẻ này dùng để mua quan tài, khi mà mua quan tài được mất 20%, nếu như xài rồi không thích trả lại 50% nữa. Lúc nãy đi ngang qua tiệm hộp thấy người ta mở cửa, vào trong quay thử, không ngờ con thấy cái món này rất là được đó.
mua về tặng cha bảo đảm giữ ý. Cha có phải làm cha giật mình hay không? Cha, con biết cha thích sưu tập đồng hồ, cho nên đã mua cái đồng hồ này để tặng cho cha nè. Cha, cha có thích hay không vậy? Cái đồng hồ này gọi là đồng hồ ma cà rồng. Đẹp, thật là đẹp. Cha, con biết con mê bài bạc, và con cũng biết cái đó không có được tốt, cho nên con mới định bỏ. Hôm nay sinh nhật của cha, con nghĩ lâu lắm không biết tặng cái gì cho cha, vì vậy con đã chọn cái đồng hồ ma cà rồng này. Cha, sinh nhật vui vẻ. Bởi vì Trần lão gia không có lập gì chút, cho nên theo như tục lệ, tất cả sản nghiệp do con trai lớn là Trần Đại Phước kế thừa và phân phối. Những người khác không được dị nghị. Nè nè, sao mà bất công dữ vậy hả? Các người biết rõ anh của tôi không điên mà, giao hết tài sản cho anh ấy, coi chừng bị trời đánh đó nha. Nè, nói đánh là đánh liền sao? Mày mà đánh xéo một chút hay không là chết rồi. Chơi cái kiểu gì kỳ vậy? Dạ, cha chỉ để lại con một túp liều tranh giùm con trâu già, kêu con làm sao bán được đây. Thôi cũng được, con không có trách cha, phù hộ cho con chơi đâu thắng đó thì sòng phẳng thôi. Trời, cháy rồi. Bay đâu? Qua à, Xuân à, hai mà tôi chữa lửa đi. Nếu không tới tôi sẽ thảy hết tụi bay đó. Mau lên đi. Cái đồ rác rưởi không biết làm ăn gì cả, chỉ biết bài bạc thôi. Ngay cả lão già cũng bị chọc tức chết nữa. Nói đi, còn xài với đâu được. Nè, tại sao em lại nói gì vậy? Cái chết của cha là một tai nạn bất ngờ. Nè, nhất dạ phu thê bá dạ ân à. Anh thật không hiểu, ngày xưa em không có như vậy, tại sao bây giờ lại như vậy? Anh không hiểu, em còn hiểu hơn nữa. Tại sao có một con khùng lại chịu sống với những ngày giống như là như anh đây? Em thật là khùng điên mà. Chết đi. Nè, em à, để em chết làm gì vậy? Đi. Để cha xuống đi. Để nè, đi. Anh nè, để cho em nè. Chết. Tại sao cha đứng đó hả? Nè, chơi ma giáo muốn làm gì đây? Xin lỗi em nghe, anh đây đã biết lỗi, hãy cho anh cơ hội đi, anh nhất định sẽ thay đổi. Trần Hà này ngày hôm nay xin thề với trời đất, nếu như từ nay còn bài bạc hay là còn chuyện gì có lỗi với vợ thì sẽ bị trời đánh thánh đâm đi. Anh à, anh à, đừng có làm em sợ. Anh không có sao. Anh đánh không trúng, thấy chưa, anh không có nói láo mà. Anh nói không có giữ lời. Tới ngày mai hội diễn đâu có vào đó. Không có đâu mà, từ nay anh sẽ nghe lời em. Bây giờ không có tiền đi chợ, anh nghe lời em, giết con trâu đó để ăn đi, giết nó đi. Bây giờ muốn thử anh phải không? Được, giết thì giết. Thằng quỷ đừng có tới đây nha. Tại sao biết nói, có làm không? Không lẽ lão già hiến linh muốn chém tao hả? Cha, chính giờ con kia con chém, chứ không phải lỗi của con nha. Đợi một chút, tôi đâu có cái phước có thằng con ngoan giống như là các người. Tôi chẳng qua chỉ ăn cỏ cái miếng đất kế bên cho nên biết nói thôi. Tại sao xưa nay không bao giờ nghe mày nói? Nếu như mà tôi để cho các người biết trước thì các người sẽ bán tôi để làm trò khỉ cho người ta xem. Lúc nãy bây giờ cái miệng trời đánh của các người đòi chém tôi, cho nên buộc lòng tôi phải cho thấy cái bản lãnh. Understand? Ây da, biết nói tiếng Mỹ nữa kìa. Nè, anh làm gì vậy? Không có, anh thử ăn cỏ ở miếng đất kế bên để coi có biết nói tiếng Mỹ hay không. Very high. Nói được rồi. Lần này quá ra chúng ta vì quả mà đại phước. Wow, không ngờ được miếng đất quý này, cảm ơn cha già đã phù hộ. Em à, thôi thì chúng ta hãy trồng thử coi kết quả thế nào. Phải rồi anh à, nếu như đất này không có trồng trọt được thì ta bán con trâu để làm trò khỉ đi. Được. Sao các người bất lương quá vậy? Tao không phải làm thịt mày là có lương tâm lắm rồi hả? Thank you.
ghế cũng trở nên lớn nữa. Phải rồi, phải rồi. Cẩn thận nha, cẩn thận. Sao cái gì cũng lớn hết vậy hả? Wow, có đôi giày nè, nó to lớn đến cỡ này nè. Trời đất ơi, cái gì cũng lớn hết á. Trái chuối lớn đến nỗi có thể làm buôn thuyền được kìa. Trái cà lớn như cái bồn tắm. Còn cái cải này ăn luôn cả năm. Phải rồi, phải rồi. Trái cà nâu cao tới như vậy. Em à, hãy xuống đi, xuống đi, xuống đi. Thật là trời cao phù hộ, chúng ta phải mua gà vịt về cúng, phải không anh? Phải rồi, ngày mai đem ra chợ bán hết thứ này. Được lắm, được lắm. Anh à, mau tới đây dìu em đi, mau. Cái gì vậy? Kiến, hãy nói cho tôi biết trên đời này có người nào có quyền thế nhất? Đương kim thiên hạ, người có quyền thế nhất, hùng bá một phương, tham lam vô kể, được voi đòi tiên, chính là Hồ Đại Khẩu, Hồ Đại Soái, chính là ta. Vậy bao giờ ta mới có thể làm vua? Tốt lắm, ông sẽ được một bữa bối. Đến lúc đó ông muốn làm gì thì cứ việc làm. Được, mà Kiến sẽ có bản lĩnh. Đại Soái à, cái bự bối mà biết nói chắc có lẽ là cái ma kiến này đó. Đây chính là vật đã chôn chung với vua Ba Từ, hiếm có ghê lắm, mua đi. Để ta hỏi kỹ rồi mới mua sao? Nè, ta hỏi thêm vấn đề nữa. Ở trên đời này người nào đẹp trai nhất hả? Nè, có trả lời lắm sao? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Vậy chứ là người nào? Nói. Là ông. Người đẹp trai nhất chính là ông. Được rồi chưa? Nói một cách miễn cưỡng vậy. Đại Soái à, đừng có nóng nha. Đó là bộ bối mà. Tránh ra, mang đồ dốt gạt ta. Phù thủy. Kéo ra ngoài, điểm đầu đi. Huynh đệ tôi sẽ trả thù cho tôi. Được, làm gì được lắm. Cảm ơn đại soái. Báo cáo đại soái, những dân nữ mà ông cần tôi đã kiếm đủ hết rồi. Tất cả đều là vị thành niên đó. Được, đưa vào trong tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo hết đi. Dạ. Đi. Đại soái à, xin lỗi. Kỳ quá, hôm qua hứa với chúng tôi là một quà mà sao giờ lại cho phổ vô nữa? Tôi đừng có cho vô đi nha. Không nhận ai thêm nữa. Được rồi, đi hết đi. Không cho ai vào được chưa? Được. Được rồi. Bây giờ các người ra ngoài mua đồ đi. Muốn mua gì cứ việc mua, kể như tôi xin lỗi các người đó. Hả? Hay quá. Nè, đi mua đồ đi. Phù thủy. Dạ, đại soái. Chút nữa kiếm chiếc xe chở cát bảy về dược thẩm, xô cát bảy xuống biển. Phải làm cho gọn ghẽ nha. Đại soái à, làm vậy hình như lãng phí đó. Vậy hả? Trước khi giết chết, tùy những người xử trí. Dạ, cảm ơn đại soái nha. Cảm ơn đại soái. Đại soái, lúc nãy ngoài chợ chúng tôi mua được trái cà khổng lồ, giờ mang về cho đại soái. Nè, cẩn thận nha. Thiệt hay dởm đây? Hãy thử giùm cho tôi đi, để xem nó thật hay là dởm. Dạ, đại soái. Nè, tránh ra. Wow, đại soái à, trái cà này thật là ngon đó, đầy đủ vitamin, có lợi cho da, mát ruột, mát gan á. Ây à, đây là trái cà tươi, còn rất là ngon. Nè đại soái à, có muốn thử hay không vậy? Nè, khỏi cần, các người cứ việc ăn đi. Dạ, đại soái. Theo những kinh nghiệm thu thập bữa bối bao nhiêu năm qua, mảnh đất mà có thể trồng được cây cà lớn như vậy,
Ở dưới mảnh đất chắc chắn là có bữa bối. À nè nè, à mũi à, trái bí này lớn thiệt ha. Nếu như mà đem nấu canh bí ăn tới chừng nào mới hết hả? Tối ngày cứ nghĩ tới ăn, ngu quá đi, đi đi. Nè nè, chúng ta tới đây để ăn cắp trái cây hả? Đương nhiên là không phải. Vậy tới làm gì? Hãy coi nè, nếu như loại đất này có thể trồng những trái cây lớn tới như vậy, tôi sẽ trồng cho cái ngực tôi lớn thêm. Tôi cũng trồng. Trồng cái đầu của ông. Phải. Ừ. Nè, làm gì vậy? Nè, thì ta muội để kêu tôi trồng cái đầu của tôi đó. Ai à, bự thiệt rồi ha, bự lắm. Nè, làm gì đây? Ây dạ. Muốn ăn cắp trái cây tôi hả? Ây dạ, chạy mau đi, có người kìa. Chạy chú lẹ đi nha, không lẹ tôi đập chết bây giờ, đồ ăn cắp. Gì hả? Xem nè, có một chiếc vòng kìa. Chắc có lẽ là của chị hai đó. Đem bán phước cho rồi đi. Cái con mẹ kìa, đeo toàn là đồ giả, không có giá trị gì hết. Nè em à, anh của anh đã trồng cái đầu cũng có thể lớn như vậy. Chúng ta trồng trái cây, rõ ràng là ngu ngốc. Tại sao chúng ta không trồng tiền, hả? Phải rồi, nếu trồng được cây tiền thì giàu to đó. Đúng vậy, lập tức thử đi, bắt tay vào. Nè nè, tưới cho miếng nước đi. Cũng may là chúng ta quay lại, quả như là có bũ bối. Chúng ta hãy tìm cách gì của nó đi. Cái đầu bự có bộ khôn hơn xưa, được lắm. Cái ngực trái của em cũng lớn lên, làm cho cái mặt của em cũng đẹp hơn nữa đó. Thị ghét. Báo cho Hiển Linh, hãy hoàn thành cái tâm nguyện giùm cho tôi nghe hả? Mẹ nè, có nguyện gì vậy hả? Không hả? Chúng ta đã thành hôn lâu như vậy, anh đây muốn có con à. Nè nè, anh làm gì vậy? Không lẽ nói là có liền. Nè, anh ấy xanh giùm cho em nha. Nè nè, ráng xanh cho em đi nha. Cái bụng lớn gì, bao nhiêu đứa con hả? Không có nhiều lắm đâu à, chỉ có 10 đứa thôi. Ây da, ây da, ây da, cứu tôi với, đau quá à. Ai, tôi không có xanh nữa đâu kìa. Tóm lại đừng có đòi hỏi nhiều, có ruộng đất là được, lấy đất thì sướng hơn đó. Em không có chịu đâu. Thôi được rồi. Ma cái gì anh cũng lấy hết á, Nè, tính làm sao đây? Ma gì cũng không lấy. Nè, anh chàng đẹp trai mời chúng tôi tới đây trà cũng không uống, không chịu chiêu đãi, thái độ gì kỳ vậy? Anh à, bây giờ tính làm sao đây? Chạy đi. Nè, trả tờ báo lên cho tôi. Đi chết đi. Chạy mau. Anh à, ở ngoài kia có bao nhiêu người mà nhiều dữ vậy? Chắc là muốn giật châu báu của anh đó. Tao hỏi mày, ở dưới đất này đây, có phải chôn bủ bối gì hay không? Nói mau. Bủ bối hả? Tôi đưa cho ông nè. Xui quá đi, bắt nhầm con điên. Dạ. Nè, ông đừng có ăn hiếp tam muội của tôi nha. Bộ cùng điên dễ ăn hiếp lắm hả? Hơn nữa tam muội của tôi đâu phải bị điên. Hai chúng tôi chẳng qua chỉ lấy có 5 hộp trong số 10 hộp kia thôi. Hộp bửu châu đó muốn gì có nấy, muốn sao có vậy, dạng sự dạng linh. Ông muốn biết thì hỏi tôi nè. Chuyện này tôi rành ghê lắm. Tôi hỏi ông, lớn được cỡ nào? Ông hỏi vợ của tôi hay là hỏi thằng nhỏ của tôi hả? Hỏi bao lớn, hỏi về tuổi tác hay là hỏi về cặp ngực, hỏi cái nào? Nếu như mà ông thật sự muốn biết về cặp ngực á, thì tôi nói cho ông biết ngực trái lớn hơn hay là ngực nhỏ lớn hơn, hay là hỏi quan niệm giá trị của hai cái đó trong lòng của tôi. Ông hỏi mơ hồ như vậy tôi quyết định không có nói cho ông biết. Nhưng mà thấy ông đẹp trai như vậy lại có bộ râu duyên dáng nữa, tôi cho ông cơ hội nữa, đó, hỏi thêm một lần nữa đi. Im miệng đi cái đồ ngu. Cái con mẹ bên lớn mà nhỏ dám gạt ta hả? Phù thủy, lục quần áo của bà ta ra, lục xét cho tôi. Dạ. Ây da, đừng có làm cho tôi lõa lồ. Nếu muốn lấy tôi đưa cho mấy người nè. 5 hộp nè.
kiếm 5 hộp còn lại. Dạ. Các người theo ta. Dạ. Nè, đi trước đi. Anh à, cái lỗi nhỏ quá anh không ra được đâu. Em đi đi. Em không đi. Đại soái không phải là chân hiền đâu. Anh ấy có cách mà. Đi. Em không đi, em không đi. Đi đi. Em không đi. Sau khi trốn ra anh có cách tìm em. Ờ, làm anh giỏi. Nè anh à, khi bỏ đi nhớ lấy quần áo vô, trời sắp mưa. Còn mấy hạt châu thì phải nhớ cất cho kỹ nha. Mình giỏi. Đại soái, lục khắp trong nhà không tìm thấy hạt châu, mang nó về. Đại soái à, đừng có lấy mấy hạt châu của tôi, để lại một hai gì cũng được. Đại soái à. Đưa lại hạt châu cho tôi. Đừng có chạy nha, đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Của tôi mà. Đưa đây. Đưa đây. Của tôi, trả lại cho tôi. Đưa đây. Ai à? Ta mũi à, bây giờ tính sao hả? Chắc là chết rồi. Cho nó chết phải không? Được. Chết rồi. Muốn chạy đi đâu hả? Muốn chạy hả? Đứng lại. Nói đi. Đập chết tôi cũng không nói đâu. Đại soái à, lúc khắp người nó không thấy cái hạt châu, nó cứng đầu như vậy, giết chết đi cho rồi. Đợi một chút, chúng ta đừng có giết người một cách bừa bãi. Tôi năn nỉ ông, hãy cho tôi mấy hạt châu đó đi. Tôi không phải vì bản thân tôi, mà vì cha của tôi. Ông ta bị bệnh sắp chết, tôi thật sự muốn cứu ông ấy. Thử hỏi trên đời này ai không có cha mẹ chứ. Kể với tôi năn nỉ ông đi. Bộ tưởng tôi khùng hay sao? Tôi đâu có biết ông nói chơi hay nói thiệt. Nếu như vậy mà ông không tin, vậy trước mặt ông chính là tôi giết thằng con ruột của tôi. Hả? Còn đừng trách cha nha. Dừng tay lại, tôi nói đừng có làm vậy mà, coi chừng chết người nữa. Nể tấm lòng hiếu thảo của ông, tôi không ngại nói cho ông biết, 5 hột châu kia tôi đã nuốt vào bụng. Thật là ma giáo à, cất hạt châu ở trong bụng đó hả? Chứ còn gì nữa, phải thông minh một chút. Phải thông minh. Hãy mổ bụng móc hết ra cho ta. Dạ. Hả? Chờ cái gì kìa vậy? Ma giáo, ma giáo. Có thấy gì không? Bị chứ. Xưa nay chưa bây giờ thấy con ma nào mà bảo vậy đó. Các bụi trở về các bụi mà. Ờ, phải đó. Đúng vậy. Phải làm sao đây hả? Chị chung nó đi. Chung đi. Nè. Ah!
Khoan đã, lần này chúng ta nhặt báo vật rồi. Không ngờ sâu chuỗi hoàng mẫu nữa trong truyền thuyết nó còn tồn tại. Năm người này đây là do thiên thần trên trời đầu thai xuống đó. Hãy xem đi, hãy xem đi. Đứa bé này nè, tuy là nhỏ còn nhưng mà sức mạnh vô biên. Đó chính là đại lực ta. Cái gã này đây, cổ linh tinh quái, đại pháo không sợ. Tên là Xà Mỹ Tứ đó. Không ngờ vậy mà cũng không sao. Tiếng gọi còn đây là một người lớn cùng mình trong giả sách đào súng không lũng. Con người kia nhìn biết ngay là cao cước thấp, bây giờ còn trong lúc vị thành niên, trong tương lai chắc chắn còn cao hơn nữa. Theo truyền thuyết có tới 10 anh em, nếu như kiếm đủ, nấu canh đủ, những có thể sống lâu 100 tuổi, còn làm vua nữa là khác đâu. Đại soái, mang cờ gia phó cho ông á. Chúc mừng cho ông nha đại soái. Chúc mừng, chúc mừng. Đại soái à, thằng Bạch hồi nãy đi đâu rồi hả? Nè, làm cái gì? Dạ, con cần con lính đừng có đánh con nha. Đại soái à, thằng nhỏ này không có làm gì được. Thôi thì được. Hải xe nó mất lương từ cỡ nào giống họ tôi. Tội nghiệp cho con. Phạt khổ gì của tôi. Ở đây là năm hạt châu, cho cái gã ăn luôn, xem nó còn xem con được nữa không. Dạ, đại soái. Nè, làm gì vậy? Cha, cái quần này con mua tới để tặng cha. Tặng cha hả? Con bất lương tới vậy, hạp ý cha, cha thương con lắm đó. Đây rất là thương con. Ngừng tay. Hay à, hay quá, hay quá. Hay quá. Điều giống con ngoan. Hay quá. Được lắm. Là mẹ của mình hả? Ờ, có thể như vậy. Kéo lên, kéo lên, kéo lên đi, kéo lên, kéo lên coi. Thì là mẹ của mình đó. Đúng rồi, đúng rồi, là mẹ. Ma cỏ gì vậy mẹ? Tính vậy rồi hả? Cô ma, mẹ, 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 đừng mẹ mà, mẹ, con đủ à? Muốn làm mẹ cho mình chết hay sao? Phải đó, sao lớn tiếng quá vậy? Thôi thì ôn quạ chút đi, nghe thơ chút đi. Có thế nào có thái độ ôn quạ đứa bé hay không? Chạy theo mẹ đi. Đi. Mẹ. Mẹ. Con là con trai lớn của mẹ nè, Thiên Lý Nhãn đó. Mẹ à, con là Thủ Phân Nhĩ nè. Mẹ à, mẹ con là Độn Địa Bát nè. Mẹ à, con là Đại Khẩu Cửu nè. Mẹ à, con là Đại Hán Thập nè. Mẹ. Đừng, tôi năn nỉ các người, đừng làm khổ, đừng có làm hại tôi. Mẹ à, mẹ quên rồi hay sao? Mẹ đã nuốt năm hạt châu đó, bây giờ đã sanh ra tụi con nè. Phải đó, tụi con là con của mẹ đó. Các người nói chuyện đó thôi, tụi nữ đây đâu có tài đức gì đâu, sanh được năm người như vậy, năm vị đại anh hùng khôi ngô tướng tú anh dũng tới như vậy. Đủ rồi, con không gặp mẹ nữa đâu. Nói cho mẹ biết nha, tụi con là những con ma đó. Hả? Là ma hả? Là ma thì đâu có cần sợ đâu, tại sao không chịu nói trước hả?
có làm hay không vậy? Mẹ ta là tin tụi con là ma, không chịu tin là con của mẹ hay sao? Mẹ à, đừng nha. Mẹ à, đừng nha. Tối tôi sẽ giết nó đó. Mẹ à, đừng nha, đừng nha. Không cần biết các người là người hay mà, tại sao nhất định phải buộc tôi nhận lời mẹ của các người chứ hả? Nói vậy làm sao mẹ mới tin đây? Cân bằng không có thì làm sao có thể tin được đây? Bằng cớ là ở trên tay của mẹ đó. Phải đó. Ở chỗ nào vậy? Cái mà mẹ đang cầm là cái rúng của con đó. Mẹ à, đây là cái bằng cớ con mới ra đời đó. Phải rồi, nếu như mẹ không tin, con là người chui ra cuối cùng nè. Cái cuốn rúng của con vẫn còn đầy máu. Còn ta nói, con lấy ra cho mẹ coi. Tôi khỏi cần, đủ rồi. Mẹ tin các con. Không lẽ trời cao thật sự ban năm đứa con cho mẹ? Phải rồi mẹ à. Ngoan. Phải rồi, lúc nãy mẹ đi định bò ra, có người đạp đầu của mẹ, không cho mẹ lên. Vậy chứ người nào đã đạp đầu mẹ? Phải đó mẹ, lúc con mới vừa ra đời, nhìn thấy hai thằng thanh niên ở mớ mới định làm hỗn với mẹ nên con đánh nó luôn. Vậy à? Con và anh con giẫm lên đầu của họ mấy cái, vì vậy họ bỏ chạy. Ừ, phải đâu mẹ, thật ra đại ca và cũ ca nè. Mẹ à, nó là nhỏ nhất, nó là đại hãng thập, cho nên nó chỉ biết khóc thôi, không biết làm gì hết. Mẹ đừng có tin lời của nó nói nha, đừng có tin nha. Phải rồi, bây giờ đã có năm con giúp đỡ cho mẹ, mẹ không còn lo sợ gì hết. Thôi chúng ta tìm đại sói để thanh toán, cùng nhau cứu cha của con đi. Mẹ à, cứu cha là chuyện nhỏ thôi mà, cho dù khó khăn cỡ nào đi nữa, tụi con vẫn có thể làm được, đâu có gì lo chứ. Có năm đứa tụi con mà, mẹ yên tâm đi. Mẹ à, cứu con với. Nè, làm gì mà nhát gan quá vậy hả? Làm gì mà sợ chứ? Làm cho mẹ cũng phải sợ luôn đó, thiệt là. Đừng có lo, sấm sét thôi mà. Nè con à, bây giờ chúng ta thì phải nghĩ như thế nào hả con? Tình hình bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta phải tìm cách lập tức trở về nhà ngay. Tại sao vậy hả con? Bởi vì sấm sét lúc nãy làm con sợ ỉa trong quần. Cười gì chứ, cười gì? Có gì mà cười? Thúi không, thúi không? Không có người biết tôi đang đái trong quần. Đi, đừng kiếm tôi bà quá. Đi, tôi im miệng đi, cắm họng lại. Hãy trả con tôi lại cho tôi đi. Thả tôi ra ngoài. Trả con tôi lại cho tôi. Chàng thanh niên, nóng nảy làm cái gì? Năm đứa con tôi vừa mới ra đời, tôi còn chưa đụng tới nó thì đã bị họ bắt về đây rồi. Bây giờ không biết sống hay chết nữa. Chà, vợ của ông sao mà bản lãnh quá vậy? Sanh một hơi tới năm đứa. Không phải bà ta, mà do tôi sanh. Hả? Thật vậy à? Sanh ở chỗ nào? Tại đại sảnh của đại soái. Tôi nghĩ chắc ông không có cơ hội gặp mặt họ đâu. Tại sao vậy? Cái năm tôi 6 tuổi, chỉ nhổ một cái bãi nước miếng ở trước cửa đại soái phủ đã bị nhốt tới ngày hôm nay rồi. Còn ông đàn ông con trai mà sinh con ở trại phủ đại soái ở tù tới 500 năm mới cũng còn phải tiếp nữa đó. Tôi phải vượt ngục. Tôi phải vượt ngục. Vượt ngục. Tưởng như vậy là có thể cầm tôi được hay sao? Ông là ai? Tôi chịu trách nhiệm thông hồng cầu cho phủ soái, ngoài ra còn nhận thông ống cống để kiếm tiền thêm. Người ta gọi tôi là Xuyên Địa Long Sư Thái, đây là danh thiếp của tôi. Vậy thì hay quá, hãy mau giúp tôi vượt ngục đi, tôi vô tội mà. Gọi tôi là Sư Thái đi, có vô tội hay không không cần thiết, cần thiết là có tiền không. Sư Thái à, nếu có tiền thì đâu có ở tù ở đây. Hả? Không tiền cũng bắt chước người ta ở tù, ở chỗ đá đi. Nè nè nè, đừng có đi mà. Buông ra. Buông ra, buông ra, buông ra, buông ra đi mà. Thằng đó lại sắp xem một đứa nữa ha, giỏi thật à. Buông ra, giỏi thật. Thầy mở cửa ra, kéo thằng đó ra đây. Mau lên. Lần này chết chắc rồi đó. Tôi có cách cứu ông ra ngoài, nhưng ông phải hứa cứu tôi trước. Nói đi. Hãy lập tức giả đứa con nít gọi tôi bằng cha đi. Hả? Mau lên đi. Cha. Ra ngoài. Cha. Được, để thêm người sử dụng nữa, có biết tài không? Tôi giỏi nhất là thông hầm cầu, nếu như bị nghẹt, thông một cái là thông ngay. Được lắm. Khoan đã đại soái, chúng ta có một thợ chuyên môn rồi. Gã này hình như hơi thừa thãi đó. Đừng nói vậy chứ cha, người thông hầm cầu phải trả tiền, còn con đây thì không. Con chỉ ăn dở thôi, tiết kiệm nhiều lắm mà. Nói có lý. Người thông hầm cầu kia thì sao? Những người vô dụng giết chết hết. Con à,
Con không có sao chứ? Không sao không sao. Từ nay về sau Phú Vinh Hoa còn hưởng mãi không tận mà. Đương nhiên rồi. Cảm ơn cha nha. Có cần cho nó ở chung với mấy người anh của nó hay không vậy? Thôi khỏi cần đi. Gần đây tôi táo bón dữ dội. Thôi hãy khóa nó ở kế bên cái bồn cầu cá nhân của tôi, sẵn sàng sử dụng. Ờ. Sư thế. Đại soái à, theo như lời căn dặn của ông, tôi đã tích cực huấn luyện năm anh em của tụi nó trở thành những vũ khí giết người. Tất cả sinh vật nghe tới đều phải sợ đó. Vậy sao? Đúng vậy, những kiểu tóc của tụi nó là do tôi đặc biệt thiết kế. Nhìn đi. Chuẩn bị tấn công. Lục lạc lắm, cha liếc nó cho tặng cho con đi. Được rồi, ta tặng một cái đi. Tặng đi. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Tại sao tốt với nó vậy? Hãy xem năm đứa tụi nó kìa. Người không ra người, ma không ra ma. Khóa cũng khóa không được, nhốt cũng nhốt không xong. Thôi thử huấn luyện tụi nó giống như mấy con chó đi. Để cho tụi nó biết nghe lời. Sau này hả, còn nhờ tụi nó mà kiếm thêm năm đứa kìa. Tới lúc kiếm đủ 10 đứa rồi, kêu tụi nó nhảy vô nồi nước sôi hả, tụi nó cũng chịu nữa đó. Tới đây. Nhìn lên. Nè, năm vị thiếu gia. Coi nè. Đây là nhà của quý vị đó. Vô đây hả, vô đây hả. Đẹp quá hả, đẹp quá hả. Đẹp không? Ây da, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá. Mẹ. Con à, làm sao? Có kiếm được tin tức của cha con chưa? Mẹ à, con núp ở quán rượu cả ngày không có nghe được tin tức gì hết á. Nhưng mà con lại nghe được Tam Thúc Công này nọ với bà vợ bé của bác hai ở kế bên á. Con núp đầu làng suốt cả ngày đó, không biết có trăm người, 6 chiếc xe và 2 con bò, 1 con heo đạp đầu, nhưng hoàn toàn không biết được tin tức của cha con. Còn con rình rập ở cái diện suốt cả ngày đó, phần trên phần dưới của các kỹ nữ con đây nhìn thấy rõ ràng hết à, nhưng mà không có tin tức của cha con. Còn con khóc ở ngoài đường suốt cả ngày, không nghe được tin gì của cha con, nhưng mà rất nhiều người thương hại con, mấy ông già còn ôm ôm và hôn hết con nữa. Thật bộ giỏi thiệt ha. Quá, im miệng. Sao mấy em vô duyên quá vậy? Tuy rằng anh không hỏi thăm được tin tức của cha, nhưng đâu có gì tài trắng gì mấy em. Mẹ à, con đây thì khác, con đã suốt ngày rình ở trên nóc nhà cầu, không rời một bước. Nhưng mà con đã mang về cái mực lẹo nè, mẹ coi đi. Giỏi quá, đại ca giỏi quá. Giỏi thì đẹp quá hả? Toàn là thứ ân hại. Nhờ vào các con, chắc là suốt đời không có tìm được cha con đâu. Mẹ nói ai chứ? Nói rõ ràng chút đi. Cần gì phải nóng nảy vậy hả? Tụi con vẫn là con nít mà. Con à, con dám cãi hả? Con là đứa con lớn nhất, giờ con là người không biết chuyện nhất. Ngày hôm nay mẹ sẽ cho con một bài học. Hãy xòe tay ra đi. Xòe tay ra mau. Hả? Chị có lời, không có lời mẹ hả? Đây không phải là vấn đề nghe hay không, mà là phản ứng tự nhiên đó. Thấy chưa, mẹ cũng rút lại vậy. Không lẽ con nói mẹ không nghe lời hay sao? Phải rồi mẹ, đừng có hơi một chút xíu là đánh chửi tụi con. Đúng như vậy, dễ gây ra cái tâm lý tự ti và phản nghịch của tụi con nữa. Phải đúng. Mà không dạy thì lớn sẽ dễ hư lắm. Mẹ à, dạy con không phải dạy vậy đâu. Để con dạy mẹ cho. Mấy cái thằng trời đánh thật là quá đáng đi. Thì mà hành động của năm đứa con này đây, sư thái lông gà tôi cũng gài mắt ghê lắm. Tôi sẽ cho tụi nó một bài học. Cái chuỗi lông gà này tôi tặng cho bà. Mũ kia, bà muốn can thiệp hả? Cần cái gì, tôi đập lọt đồng của mắt ra bây giờ, con không chịu đi. Ê, tím à, hãy đứng một bên. Đây là ân quán riêng tư giữa tôi và mấy đứa nhỏ này. Bây giờ tôi sẽ thi triển 7749 chiêu thức của đường kiếm đánh con. Đường kiếm này đây, tôi chỉ đánh có một lần, học được bao nhiêu cứ học. Nè đau quá. Nè cửu à. Đau quá. Cửu à, chị Yến Tình à, khóc cái gì vậy chứ? Chị Yến Tình khóc cái gì chứ? Vô dụng quá đi. Rồi mà còn chưa khóc nữa. Em thật vô dụng đấy nha, chị Yến Tình à. Tôi không phải chỉ cần lãnh đâu coi đâu. Ở cùng vị trí đã chịu 250 rồi đó. Cái kinh mạch mà tôi dùng để nói tụng đó đã bị người ta đánh đứt hết rồi đây nè. Bây giờ tôi là một người phế nhân, không thể nói tụng được nữa. Anh à,
Mẹ bỏ chúng ta ở đây suốt cả đêm, không cho ăn không cho ngủ, thì là hết nói nổi mà, thì là tức quá đi. Đúng như vậy đó, em đây đã chán ngấy cái gia đình này rồi. Anh à, chúng ta bỏ nhà ra đi đi. Phải rồi đó, chúng ta là những người có khả năng, không sợ không kiếm sống nổi đâu. Chúng ta không để cho người ta coi thường được. Bỏ đi hả? Mùi sợ lắm. Em sợ thở lại mình đi. Không được đâu, mùi đây muốn đi nữa. Chúng ta nhất định ra ngoài buôn ba giang hồ, mang tiếng tâm trở về đây. Sao mà nhiều quá vậy hả? Hôm nay hình như là trở gió đó, để hôm khác mình hãy đi nha. Được lắm đó, ý kiến hay. Vậy thì chúng ta vào xin lỗi mẹ đi. Không được, nếu chưa về đã thỏa hiệp, sau này không có được yên thân đâu, biết chưa? Ngon, theo tôi nghĩ mẹ ở đây miệng thì cứng nhưng mà lòng thì hiền lắm, không sao đâu. Phải rồi, chẳng cần bao lâu mẹ gọi chúng ta vào trong đó. Nói đúng, phải để cho mẹ ra đây năn nỉ chúng ta trở vào. Sói ác độc kia coi mấy đứa con tôi như là chó vậy. Thức dậy, thức dậy đi. Sao sớm vậy, chuyện gì hả? Thức dậy đi, cha đưa các con đi. Mau lên, mau lên. Ở đây ăn ngon ngủ kỹ thì tại sao phải bỏ đi chứ? Ông là ai đây, tôi đâu có biết ông. Cha là cha các con nè. Các con quên rồi sao hả? Chính cha đã sanh các con ra. Các con còn nhỏ nên quên hết, cha không có trách. Các con hãy ra đi, cha phá cửa của con. Cha! Hay quá, các con chịu gọi cha bằng cha rồi. Bắt nó cho ta, giữ cục hả? Cái đồ đê tiện kia, đối xử với các con tôi như vậy, ta sẽ thí mạng. Muốn đánh ta hả? Đánh nó đi. Khoan đã, muốn đánh thì đánh tôi đi, đừng làm khó các con tôi. Con không chịu ra tay, đỡ cái gì nữa? Cha kêu các con đánh, các con không nghe lời à? Ông thiệt là đê tiện. Được rồi, cứ làm theo lời ông ta đi. Đương nhiên rồi, còn gì phải nói nữa, đừng trách chúng tôi nha. Cứ việc đánh đi, đừng có nương tay. Con à, các con phải làm theo lời của hắn, hắn mới không có dễ. Hãy ra tay đi, đừng đánh vào mặt cha thì được rồi. Đại thái à, tại sao ông giết tôi? Tôi muốn coi nó trung thành với tôi hay là không đây. Hãy xem đó, tôi nghe lời tôi giống như là mấy con chó vậy. Hãy nói thật mạnh cho ta. Lúc nãy nghe con đây gọi bằng cha cho sung sướng trong lòng. Nếu mà mẹ của các con nghe được thì mẹ càng vui mừng hơn nữa. Tại sao đừng ngừng tay? Tiếp tục đi. Cha, ông ta xỉu rồi. Nhốt vô tù. Dạ. Dạ. Cha à, tại sao cái ông đó cứ đòi làm cha của chúng tôi vậy? Cái gã lúc nãy là gã tồi bại nhất trên đời này. Thôi, các con đừng bao giờ tin là hắn nha. Cha, mẹ là cái gì vậy? Có thể ăn được không? Mẹ hả? Mẹ không phải là người tốt đâu. Đó là một quái vật rất đáng sợ đó, chuyên môn ăn thịt con nít. Thiệt sao? Tại sao ông nói chuyện mà nháy mắt? Có phải là muốn gạt chúng tôi? Phải rồi, mặt mày đỏ rần. Ê da, cha không gạt các con đâu. Đêm nay ngủ sớm nha, ngày mai cha đưa các con đi chơi. Hay quá. Đi ngủ đi. Hay quá, thì đi ngủ đi. Tại sao tôi? Tại sao các người không cười? Bị người ta đánh, tại sao cười? Như vậy mới là lạ. Tại sao cái người lúc nãy bị chúng ta đánh mà vẫn cười hề hề? Cha nói ông là kẻ xấu chúng ta mà kệ đi hả? Ngày mai còn đi chơi nữa, đi ngủ sớm đi. Đi đi, mau lên. Tam ca, mẹ có phải là rất dễ sợ hay không? Đừng có sợ, quái vật đó kinh khủng thế nào ta cũng đánh chết được. Em sợ lắm. Không có sao đâu, có ca ca ở đây mà, hãy ngoan đi, ngủ đi. Mẹ là cái gì vậy ha? Thank you.
con muỗi. Tại sao lại đánh em? Con muỗi kia, tao phải đập cho mày chết. Ây da, tại sao đánh anh hả? Đừng có nói đập muỗi nha. Em đánh anh đó, được không? Anh mà cũng dám đánh hả? Không đúng thì phải đánh chứ. Suốt đêm không ngủ được đó. Ra ta đi, đánh đi. Chị nói gì đánh lộn, kỳ quá đi à. Không có tôn ti trật tự, bao giờ mới tới phiên em lên tiếng. Đánh nó, đánh. Mẹ, phạt các con suốt đêm, còn có biết phản tỉnh nữa. Sáng nay không cho ăn điểm tâm. Mẹ à, tụi con biết phản tỉnh mà. Nếu không tin hả, nhìn kìa. Các con chơi ma giáo. Cái này không phải là ma giáo đâu, mà là cướp cạn đó. Phải. Mấy thằng trời đánh. Mẹ à, đừng đánh mà. Mạnh một chút. Dạ. À, đừng có mạnh quá. Dạ, xin lỗi mẹ. Mẹ à, ăn trái cây đi. Ngọt quá làm sao ăn được. Bộ muốn cho mẹ lên đờm ho chết sao? Dạ, để con lấy thứ chua cho mẹ ăn nha. Mẹ à, trà này vừa uống thôi nè. À, mẹ à, có đẹp không? Sao cũng được. Đẹp hay không cũng không sao, đã là mẹ rồi. Mẹ à, đừng có nói vậy mà. Trên đời này có biết bao nhiêu người mẹ sau khi sanh con xong đâu có còn đẹp như mẹ chứ. Nè coi đi. Già rồi. Ê, con không có cho mẹ nói đến chữ già. Phải đó. Nhìn mẹ giống như là 18-20 vậy đó. Hả? Nhìn xa đó thôi. Ê, nhìn gần còn chết hơn nữa. Cùng lắm 16 tuổi thôi mà, phải không mấy em? Thật đúng hả? Vậy. Ê già, mấy đứa con đây hả? Lúc mà ngoan ngoãn đó nha, làm cho mẹ mừng gần chết đi. Khi mà các con cứng đầu hả? Làm cho mẹ muốn điên luôn. Ê, đừng có giận nữa, tụi con đã ngoan lắm rồi mà. À, đừng nói bằng miệng đó nghe chưa? Được. Nếu như cha các con ở đây thì sung sướng biết mấy. Mẹ à, vậy chứ cha là người như thế nào? Cha các con bề ngoài đẹp trai, khí thế phi phàm, tri thư đạt lễ, bá học đa tài. Còn đối với bạn bè thì ông ta hết lòng hết dạ. Đối với người nhà, thương yêu đủ điều, lo lắng mọi thứ. Thật là hiếu thảo cha mẹ. Là một đứa con có hiếu 100%, là người chồng đàng hoàng. Đâu có phải, nghe nói là cha đã làm ông nội tức chết mà. Hả? Ây da, không, không có chuyện đó đâu. Mẹ à, con nói láo không vậy hả? Không, ây da, đương nhiên là không phải rồi. Nè các con à, đừng nghe tin đồn ở ngoài nha. Ồ, hóa ra cha của mình tốt như vậy. Đúng vậy, hai à. Đây là vật định tình mà ngày xưa cha của con đã tặng cho mẹ đó. Wow, đẹp quá ha. Nè, con hãy cất đi. Có chuyện gì thì con hãy mang ra để vào phòng thân. Cảm ơn mẹ. Vậy chúng ta đi ra đi. Mẹ yên tâm đi, sớm muộn gì con cũng tìm được mà. Tụi con biết rồi. Vậy thì ngoan lắm. Ê, ba bên này nè, bên này nè, đập đi, đập đi, đập đi, đập cho mày chết à, đập đi, đập đi, đập đi, đập cho nó chết đi, đập đi. Wow, chỗ này đẹp quá ha, chỗ này là chỗ nào vậy mẹ? Chỗ này là tỉnh thành nè, lên đây tìm cha các con đó. Ồ, vậy hả? Ây à, thì là đẹp quá ha. Ây à, đẹp quá hả? Có cái gì dài dài, biết bay kìa, đẹp quá ha. Nè, các con coi đi. Biết đi nữa, ngộ quá. Muốn ăn đòn phải không? Mẹ à, mẹ à, không có, không có, không có. Tụi con ngoan lắm. Tụi con ngoan mà. Đừng giận nha. Cái con nó xem kìa, giống hệt chỉ là mấy đứa trẻ nhà quê vậy đó. Cái chuyện gì cũng lạ hết, đàng hoàng chút được hay không? Hả? Coi chừng người ta cười đó. Đông người lắm, nắm chặt tay đi. Được, biết rồi. Mẹ à, đẹp quá ha. Làm gì vậy? Mẹ đâu rồi? Hả? Mẹ của mình đâu? Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Mẹ à! Thiệt là đẹp quá. Vậy mà cũng lấy làm lạ nữa. Đúng là đồ nhà quê mà. Vậy mà cũng lấy làm lạ. Quá, ủi tới đâu quá.
Bong bóng đây, bà mua cái bong bóng cho con của bà chơi đi. Được, tôi mua. Cảm ơn nha. Tôi mua cái rồi. Bong bóng đây. Con à. Bong bóng đây. Con à. Làm gì vậy? Cha, sao biết bao nhiêu người nhổ nước miếng lên chỗ của chúng ta? Họ nhổ nước miếng hả? Có nghĩa là họ kính trọng cha của các con đó. Cha, em ấy kính trọng cha lắm cho nên đã nhổ nhiều chút đó. Em ấy nhổ nhiều vậy chắc là kính trọng cha nhiều nhất đó. Có phải không hả? Nhổ thêm đi. Đại sao lại tới làm sao đây? Hay quá. Chúng ta có 5 đứa con mà nói gì? Tôi sẽ trả thù cho đại ca của tôi. Cứ tự tin nha, không có gì đâu. Mà đừng có lo, để tôi ăn bó lại cho. Chắc em thất lạc rồi phải không? Mẹ của em đâu hả? Mẹ em đâu rồi? Tôi không muốn gặp mẹ, mẹ thấy ghê lắm. Chắc là bị thất lạc rồi, đừng có khóc nữa nha. Nè, cho em bong bóng nè, chịu không? Đừng khóc nữa. Nè, ngồi chỗ này đi nha, chút nữa thì mẹ sẽ tới tìm em đó. Dì phải đi tìm mấy đứa con của dì, không ở đây được đâu. Nè, nhớ ngoan nha. Ngoan ha. Kỳ lạ, tại sao tôi không có mẹ vậy? Bong bóng đừng có chạy mà, bong bóng chạy mau đi, chạy mau, chạy đi, hãy bắt tụi nó lại. Thất à, bắt nó lại đi, mau lên. Mau đi. Tới rồi, chạy đi. Chạy nhanh quá vậy. Đứng lại, tôi tới đây. Giỡn quá.
Hay người lắm, các con ngoan lắm. Dạ. Tại sao thằng ngủ đi đâu mất rồi? Phải đó. Mau tìm nó đi. Dạ. Đi về đây đi. Đi. Bóng bóng kìa, bóng bóng kìa, bóng bóng, bóng bóng kìa, có mẹ đó đó. Mau lên, mau lên đi, mau lên đi. Con à, con à. Đi đi đi, mau con à. Bóng được rồi. Thấy con của tôi không hả? Thấy không? Cái đồ đi. Thấy con của tôi không? Nó bị khùng rồi. Bóng bóng là đi cái bài. Bóng bóng à. Bóng kìa, bóng đúng rồi, chị kìa. Ê, chị kìa. Ê, chị kìa. Ê, chị kìa. Ê, chị kìa. 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 Của em nè. Cảm ơn nha, lão Thất. Thiệt là vô lý mà. Cái thằng đó giữ bóng bóng của mình đi. Được đập nó một trận. Tại sao mày lấy bong bóng của tao hả? Bong bóng của tôi mà, tại sao giữ con bóng của tôi? Trả lại cho tôi đi. Nè nè, coi kìa, rớt tiền dưới đất kìa. Ở đâu? Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Hả? Tại sao mấy người lại đánh chịu đề của tôi? Giỡn chơi chút coi mà, nó thường quá. Tam ca, tụi nó đánh em kìa. Người nào vừa đánh tiểu đệ của tôi, hãy đứng ra đây ngay. Ê, con nít mà dạy chịu giải quyết được rồi, đừng có lo. Phải rồi, nhờ vô đi. Chính tôi đánh nó đó, bất kỳ không. Vô đi, vô đi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi, 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 hả? Làm gì lâu vậy? Đánh đi, nhào vô, nhào vô, nhào vô, come on, giỏi thiệt á. Cái thằng kia, đại cứu khẩu tôi không có nương tay đâu nghe. Đừng nói là tôi lớn anh hiếp nhỏ lắm. Đại anh hùng à, chúng tôi có mắt không chồng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nha. Bây giờ tôi cúi đầu để tạ tội với mấy anh hùng nha. Xin lỗi, xin lỗi. Nè, nè, nè. Hôm nay tôi sẽ đãi mấy người ăn nhậu nhảy đầm. Tôi sẽ bao hết. Nè, em gái của tôi đẹp lắm. Nếu mà thích hả, có thể thương lượng với nhau mà. Sao hả? Anh à, anh rớt tiền rồi. Vậy sao? Đập nó đi, đập nó, đập nó. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Rồi, bỏ qua đi. Ây da. Không được, nợ máu phải trả bằng máu. Ngừng tay, ngừng tay, ngừng tay. Ý đâu mà hiếp người hả? Có giỏi thì một chọi một đi. Muốn đánh tôi hả? Đánh bằng cách nào? Chúng ta so tài với nhau, có dám chơi không? Dám chơi không, hả? Hả? Trời, được. Chạy đua từ chỗ này tới đằng cuối đường. Ai chạy nhanh nhất, người đó sẽ thắng. Dám chơi không? Cô dám chơi hay không hả? Chúng tôi sẽ cử người chạy lẹ nhất đi đuổi các người đó. Cao quyết thắng. Để xem các người cử ai ra chạy đua với thất đệ của tôi. Được, thập mũi sẽ chạy đua với mấy người. À, không được đâu, không được đâu. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Nè, xuất phát. Bắt đầu nha, chuẩn bị. Chuẩn bị. Vậy? Cao giò không có chạy lẹ được đâu. Trọng tâm cao quá, dễ té lắm, có phải gì không hả thằng kia? Hay quá, hay quá. Sao mùi thắng rồi? Mới về tới hả? Đúng vậy, lúc nãy đi ngang qua chợ còn mua cây cải. Cây ca à, mùi giỏi lắm, mùi thắng rồi. Giỏi thiệt ha. Muốn so tài gì với tôi? Được, chúng ta so tài coi ai mạnh hơn, hả? Hãy thử sức lực. Ai mà gõ cái chuông của tôi thì kẻ đó thắng.
Xì, cái này dễ thôi. Khoan đã, không có đấu ở đây, mà đấu ở dưới hồ nước, dám chơi không? Có gì phải sợ? Vậy thì xuống đi. Xuống đi. Bằng gỗ, khi mà đập xuống nước nó sẽ bị nổi lên. Hơn nữa tôi đứng ở dưới nước không có chỗ làm điểm tựa, cho nên không cách gì đánh trúng được. Chưa chắc. Đại khẩu cửu. Dạ. Hả? Để tôi đi đái cái đã, một tiếng đồng hồ sau trở lại mới được. Wow, hay quá. Ăn rồi. Chuyên gian. Dùng đầu óc thôi mà, tức lắm sao? Tức lắm hả? Để coi ai gan hơn ai. Bất cứ giá nào tôi cũng phải thắng nhà ngươi mới được. Coi nè, coi nè, dở ẹt, coi nè, mấy cục cứt ba vòng vòng nè, thấy chưa? Còn đây nữa, mấy cục cứt ba vòng vòng, sợ rồi chưa? Bây giờ tâm phục khẩu phục chưa hả? Tao tặng cho mày cái này nè, nè. Ây dù. Hả? Ây à. Túi không hả, túi quá đi. Chạy mau. Đứng yên đó, con trai của đại soái không phải dễ bị người ta hiếp đâu. Con trai của đại soái, chạy. Bắt lấy tụi nó. Dạ. Bên này, chạy mau. Nhanh lên, nhanh lên. Nè, đừng cản đường nha. Ây à, ây, ây, ây. Trúng kế rồi. Ngũ đệ, ngũ đệ. Thằng kia. Đại ca, bắt hai đứa tụi nó về làm gì vậy? Chúng ta bắt nó về đây để làm con tin. Chúng ta bắt họ phải trao đổi cha của mình ra. Ô, hay ha. Đúng vậy, mình đi báo cho mẹ biết đi. Thôi lên, thôi lên đi. Mẹ à, tụi con về rồi. Tụi con về rồi nè, mẹ à. Các con về rồi đó hả? Sao mày về trễ quá vậy hả? Mẹ à, con nói tình này cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ khen chứ con mà. Con à, hãy nói cho mẹ nghe. Các con có biết chuyện của các con làm thương thiên hại lý tới cỡ nào? Đâu có khác gì vô lương đại soái. Thiên là tức quá mà. Quá ra lời của cha nói đúng ghê lắm. Mẹ thì là đáng sợ. Thiệt hả? Đừng có sợ. Ta sẽ giết chết bà. Thì là đẹp. Đây là phần của các con. Các con cơm rồi chưa? Dì ạ, có nhận ra cháu không? Cháu hả? Quá ra là cháu. Tam ca, đây là người dì mà hôm nay đã cứu đệ đó. Vậy sao? Năm đứa con của dì đã chơi các em một vố. Tụi nó lì lộm lắm. Thôi mời các em ăn đồ nha. Được. Vào đây. Wow, vào đây. Ngon quá, có đồ ăn ngon không? Ngon quá. Thì là tuyệt. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Mẹ. Tới đây ăn cơm đi. Quá hay quá, hay quá. Ăn cơm đi. Con nè, cái của con nè. Từ từ mà làm gì vậy? Mỗi người phần mà. Hai đứa nhỏ đâu? Hả? Ủa? Làm gì vậy? Ăn đồ dưới đất à? Không ăn ở dưới đất. Không lẽ ăn trên bàn hay sao? Tâm ca em mất tiểu. Được. Đi tiểu đi. Ờ. Cứ đái rồi ăn tiếp. Quá thiệt là ngon. Nè các em. Nè, ai dạy các em làm như vậy đó? Cha chúng tôi. Cha tôi thương tôi lắm.
cha giết hết mấy con chó, lấy căn nhà chó cho chúng tôi ở, còn cho cái rụng rẽn của chó cho tụi này nữa đó. Đại soái chính là cha của các em hả? Đương nhiên rồi, cha tụi con thương tụi con lắm. Không có một người cha nào lại dạy con giống như là một con chó. Thiệt là không có nên dạy như vậy đâu. Vậy phải dạy thế nào? Nè, ăn cơm thì ăn ở trên bàn. Em à, ăn đi. Trước khi ăn hả? Phải mời gọi người ta trước, còn ngủ thì ngủ trên giường. Ngủ ngon. Phải chúc người ta ngon giấc. Còn tiểu tiện thì phải vô nhà cầu. Đi xong phải nhớ rửa tay. Làm như vậy mới là một em bé có giáo dục. Làm gì vậy? Cha của chúng tôi dạy là làm như vậy là kính trọng người ta. Không đúng đâu. Nhổ nước miếng là làm nhục người ta đó. Còn kính trọng người ta thì phải làm như vậy nè. Biết chưa? Biết hay không? Thử đi. Phải rồi. Gì à? Tụi con mới vừa ra đời lại không có mẹ nữa. Không biết tụi con có thể gọi gì bằng mẹ hay không? Đương nhiên được rồi. Mẹ à. Ngoan. Mẹ à, mẹ đã cứu ngũ đệ và đã dạy tụi con nhiều điều như vậy. Tụi con nhất định phải đền ơn mẹ. Tốt với người ta thì không có cần người ta đền đáp lại. Không phải vậy đâu mẹ à. Nếu tụi nó tình nguyện, vậy nhờ tụi nó cứu cha của con đi. Phải rồi. Như vậy nguy hiểm lắm. Mẹ à, mẹ có việc nói đi. Đại lực tam không có mang ơn người ta đâu. Con đây thiệt là ngoan. Người nào có đứa con giống như là con đây. Thiệt là có phước. Mau lên đi, con sợ tụi nó chạy mất. Có nhìn làm không? Không có đâu. Mấy người bắt tụi con tướng mạo kỳ dị. Trong số đó có một người còn có một cặp tai thiệt là lớn. Còn một người có cái miệng thật là rộng. Được rồi, đại soái à, chắc là một người mà chúng ta đang tìm kiếm. Lên xe. Theo như lời của các em bé, giờ này đây phủ đại soái canh phòng lơ là nhất. Chúng ta thừa dịp vào quốc gia của các con đi. Nè, thằng hai, con này sáng mắt nhất. Còn bác à, nếu có chuyện gì con hãy động địa bỏ trốn. Cũ à, nếu có chuyện gì con lớn tiếng la lên. Còn ba người chịu trách nhiệm cứu cha con. Dạ. Con à, cặp tay con thứ nhất con ở đây canh chừng nha. Coi trước coi sau chúng ta nổi ứng ngoại hiệp. Mẹ à, con thì sao? Con đi vòng vòng chơi đi. Đi chơi đi. Nè, đây là tấm hình duy nhất của cha con. Các con phải cất giữ cho thật kỹ. Nhớ rõ nha. Wow, cha đẹp trai quá ha. Ây da, ông giống con như là khuôn đúc vậy đó. Coi cái gì? Nếu bị rách thì sao đây? Bây giờ không có tấm hình làm sao đây hả? Không sao, con đại ca nhìn qua nhất định sẽ nhớ được mà. Phải, con nhớ kỹ mà. Nhớ kỹ mới được nha. Này hai à, hãy coi chừng các em của con, biết hay không? Cứu à, em giỏi lắm. Đại khẩu cứu tôi không phải chỉ có hư danh đâu. Con đứng đây làm gì vậy? Con đang luyện tập con bỏ chạy thế nào thôi. Phải. Luyện tập xong rồi chưa? Dạ sắp xong rồi. Sao con đi cứu cha của con đi? Dạ. Nè anh bé cha, ăn khuya đi. Thôi khỏi cần, tôi có rồi. Cái gì vậy? Ai à, cà ri dê, nấu với ớt hiểm, ăn không? Ê chà, nóng với cay gì em sao ăn đi. Tôi cảm ơn trước nha. Tạm biệt nghe. Cái dĩa cà ri với ước hiểm của tôi đâu đó? Này cứu bà, chuyện gì vậy? Cứu bà, sao vậy? Thằng cũ đâu có tiền đó, bây giờ sao đây?
tiếng tấm hình của cha chỉ còn trong kệ dùng em thôi. Yên tâm đi, nó gặp mặt cha nhất định em nhìn ra mà. Nè bác à, em làm sao vậy bác à? Trời ơi, bác Kiến đâu rồi à? Bác Kiến từ đâu rồi? Chết rồi, bác Kiến đâu rồi à? Trời ơi, bác Kiến từ đâu rồi? Anh ơi, tôi hoàn toàn thấy gì hết. Trời ơi, em sợ lắm. Hoàn toàn thấy gì hết, sợ lắm. Anh hai, anh đâu vậy? Anh đâu vậy, anh hai? Dạ, anh đâu rồi? Đại ca. Ông bạn à, ông bạn có vẻ như buồn bực. Tôi có thể giúp được gì cho ông hay không? Nghe tiếng của ông không phải là người xấu hả? Tôi chính là người tốt duy nhất ở chỗ này. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi bị mù rồi, tôi không thấy. Cứu à? Tôi là vua thông hàm cầu, có biệt danh là Xuyên Địa Long Sư Thái. Bình thường thì làm nghề này, nhưng mà lâu lâu cũng có thể giúp người ta vượt ngục để kiếm chút tiền lẻ đó mà. Vậy thì đúng rồi, chúng tôi vào đây để cứu cha của tôi đó. Nhưng bất cỡ này bị người ta bắt được. Ông hãy cứu chúng tôi đi nha, làm ơn làm phước đi mà. Hả? Gọi là Sư Thái được rồi. Có tiền hay không? Không có. Không có hả? Lần này nhưng mà hãy cứu chúng tôi đi. Được rồi, thấy hai người một đuôi một câm, thôi kể như tôi làm phước. Ở trên mình có gì quý hay không, làm ơn bỏ ra hết đi. Xem ra không có gì đáng giá hết hả? Ông nói giúp chúng tôi mà. Để xem coi có gì đáng giá hay không. Chúng tôi gấp lắm đó Sư Thái à. Nếu gấp thì kiếm người khác đi. Nói vậy ông gạt chúng tôi rồi. Dạy cho các người biết, điều ở trong tù á, cần thiết nhất á, là đừng bao giờ tin bất cứ một ai. Cũng mà là báo vật gia truyền của tôi không có đưa cho ông. Tôi mà tìm được cha tôi rồi hả? Ông ta sẽ không tha cho ông đâu. Tới lúc đó ông sống không được chết không xong. Ông ta là ai mà kỳ gớm quá vậy hả? Bộ tôi sợ lắm sao? Nghe kỹ nha cái đồ tôi. Cha của tôi là một người hào hoa phong nhã, đẹp trai, hết lòng giúp đỡ mọi người, thương yêu hết mức, có hiếu đối với cha mẹ, là một đứa con có hiếu 100%, là một người chồng đàng hoàng đó, ông có biết không hả? Ông có biết không? Nghe cảm thấy xấu hổ rồi có phải vậy không hả? Ở trên đời này lẽ của người tốt lành như vậy hay sao? Nè, trả lại cho các người. Cái đồ tôi, lương ta phát hiện rồi hả? Thương con nhưng mà con không có mặt. Muốn thờ cha nhưng cha đã qua đời. Tôi cũng muốn trở thành một đứa con có hiếu, một người chồng đàng hoàng, nhưng mà quá muộn rồi. Cha của các người tên là gì vậy? Xem tôi có gặp mặt qua chưa? Nghe rõ đây, cha của tôi tên là Trần Nhị Há. Hả? Trần Nhị Há? Trần Nhị Há là tôi đây nè. Hả? Đúng là đi mòn vài sắc tìm không gặp. Bây giờ hoàn toàn lại không có tốn công sức. Cha. Tôi đâu có những người con giống như các người. Không lẽ đập trong chết nè, lúc nãy nói là Sư Thái, bây giờ đã nói là tên Trần Nhị Há. Ông gạt mấy đứa nhỏ thôi, muốn gạt tụi tôi hả? Muốn lấy báo vật chúng tôi phải không? Có phải không? Nói đi, muốn lấy báo vật của tôi mới nói vậy hả? Ngừng tay đi. Ngừng tay. Cái miếng ngọc này là vật định tình mà cha đã tặng cho mẹ các con. Ở trên đó có khắc hai chữ, các con hãy coi đi. Có phải vậy không? Nhưng mà người này hả, hoàn toàn không giống như người mẹ chúng ta nói đó. Có người chơi như vậy, chúng ta đâu còn mà mũi gặp người khác. Trong hoàn cảnh ác kiệt như thế này sẽ thay đổi con người thôi. À phải rồi, có phải Quệ Nương đã ăn những hạt châu và sanh các con ra đây hay không hả? Phải rồi, bên ngoài còn có hai người nữa. Chờ, bây giờ tính sao đây? Đừng có nói nhiều, tìm cách liều khỏi chỗ này trước đi. Đập đi, đập đi. Làm gì vậy? Lấy chìa khóa. Dạ. Nè, cha, bên ngoài có rất nhiều lính đó, trốn cách nào đây? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nè con à, tại sao lâu vậy rồi vẫn chưa có tin tức? Đúng vậy. Lão nhị, bây giờ nha, con hãy leo lên tường đi. Như vậy nghe rõ hơn. Được. Nè con hả? Sao rồi? Nghe được không? Cái lỗ tai của con nghe không có được nữa. Không nghĩ rồi, thằng bác đã bị phát hiện rồi. Đứng yên, muốn làm gì đây hả? Để tôi coi đấy nha. Đi. Mẹ phải vào trong cứu. Mẹ phải đi mà, mẹ phải đi mới được. Chồng chết nè. Chết đi. Bác à, có gặp cha của con không?
cha con chạy ra ngoài này rồi. Ở chỗ nào? Đằng kia kìa. Anh Hả, anh Hả. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đừng sợ, có mẹ đây nè. Đứng yên, mẹ. Lần này ta nhất định là lập công được rồi đó nghe. Mẹ à. Vậy chứ các con đã gặp mấy người kia ở chỗ nào? Sao lâu quá chưa thấy tới hả? Sắp tới rồi. Chừng nào mới tới đây? Tới rồi, quẹo phải. Quẹo trái. Quẹo trái hay là quẹo phải? Quẹo phải. Ngừng xe. Nhảy mắt rồi. Có phải có chuyện gì muốn gạt cha hay không hả? Con nít đừng nói láo nha. Lão ngủ nó thật cho cha biết hết rồi. Có phải là các con nói láo hay không hả? Không đâu cha, con này không có biết nói láo. Tôi đi ngủ đệ. Xin lỗi nha cha, hai đứa tụi con đã nói láo rồi. Cha, tại sao lại như vậy? Tam ca không có sao chứ? Cái đồ phản bội, bắt lấy nó. Dạ. Đừng có tới gần. Đứng yên. Tam ca, đừng làm gì hết. Nếu có động thì giết nó ngay. Ông không phải là cha của tôi. Ta không phải là cha của tụi bay đâu. Đồ ngu. Tao coi tụi bay giống như là những con chó mà thôi. Tôi sẽ giết ông. Đừng có nóng. Đừng. Quá ra đây mới là cha ruột của chúng tôi. Hôm nay gia đình của chúng ta coi như đoàn tụ. Hãy gọi mẹ con đi. Mẹ. Ngoan. Hãy gọi cha ruột của các con đi. Hãy gọi cha đi. Cha. Ngày hôm nay phụ từ tử hiếu, tôi không nhẫn tâm thấy các người chia rẽ. Tôi để các người chết chung với nhau đi. Ngủ đại chết đi. Cái gì vậy? Ngủ đệ giỏi thiệt. Ngủ đệ giỏi thiệt. Giỏi thiệt. Cha, con móc được bóp cái chìa khóa rồi. Wow, hay quá. Bắt hết tụi nó đi. Hôm nay mời anh em nhà họ Trần xin diệt trừ tên đại sói vô luôn, tự hại cho dân. Phải. Phù thủy, diệt tụi nó cho ta. Dạ. Hả? Cha mẹ cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Ông ta đâu mất rồi? Đi đâu rồi? Ở đâu rồi? Cái gì kì? Có câu tiền hạ thủ di cường, hậu hạ thủ di ngược. Tụi đây rất muốn làm vua. Đại sói, mẹ đi. Sách có câu võ quýt dày có móng tay nhọn. Ta đã biết trước sự việc này xảy ra, cho nên ta đã luyện được cái chiêu mình đồng gia sắc rồi. Ba cái đồ nhỏ mọn kia không có làm gì được ta đâu. Cố cầu đồng tâm hiệp lực, đoàn kết là sức mạnh. Không cần biết ông có võ công gì, hôm nay mời anh em nhà họ Trần sẽ hợp sức. Ngày tàn của ông tới rồi, các con lên. Lên. Vì dân trừ hại, mời anh em quên đường chánh nghĩa, tôi giỏi nhất. Thần hoàng mỹ. Chuẩn bị. Đủ mặt chưa? Siêu thuốc khổng lồ này đây, đặc chế để mà tìm mấy đứa con của các người. Dùng lửa cực mạnh nấu trong vòng 10 phút đồng hồ, 1500 chén nước, còn lại một chén thì ta sẽ sống lâu trăm tuổi đó. Làm vua nữa là khác. Anh à,
sao không? Không sao. Có sao không? Mạnh nhất, hay là dùng sức phá ra đây đi. Phá đi. Sức đây phải rồi. Có dùng sức được không chứ? Sao đây chứ? Mở lên. Không được đâu, tôi không biết lặn mà. Nè, Cửu à, uống hết nước này đi. Bác à, tôi tha cho nó đi. Để thay thằng Cửu đi. Bởi vì thay văn quá nó đã bị cháy cổ họng rồi. Bây giờ tiếng cũng mất luôn nữa. Bây giờ hút nước cái gì chứ? Tôi chờ, tôi sợ quá à. Làm sao bây giờ? Làm sao đi chứ hả? Em hết. Tuy là chưa chắc hữu dụng, nhưng mà chúng ta nhất định phải thử một phen. Cách gì đây? Nói đi. Làm gì đây chứ? Cứu tôi chứ. Tôi thấy bạn với nó. Tâm ca, leo ra rồi hả? Chơi mài giáo hả? Tâm ca, còn không đánh nó. Tôi gạt ông đó, tôi gạt thêm lần nữa. Em à, có sao không vậy? Hả? Không sao. Em trở thành ma giáo từ hồi nào vậy? Gần một thì đen mà. Gì hả? Chặt đứt dây điện kia đi. Được. Đã bớt điện, coi ông nấu bằng cách nào đây? Đúng vậy. Tưởng rằng chơi tôi được sao? Tại sao lại như vậy? Bởi vì siêu thuốc khổng lồ này của tôi xài được điện xoay chiều còn chạy pin được nữa. Tức hay không? Hả? Nè, các em đừng có lo. Cha mẹ nhất định sẽ cứu chúng ta mà. Hả? Tôi nguy rồi, hình như cha mẹ cũng không có yên thân. Đại ca, như vậy không phải là biện pháp đâu. Đúng vậy, gọi con cứu vậy không phải là biện pháp đâu đại ca. Trời ơi. Mẹ đừng có khóc nữa mà. Khóc như vậy, nó ngập cho hết hơn bây giờ đó. Nó khóc mẹ là ngập hết. Thập Bụi, khóc lên đi, khóc bạo lên. Khóc lên đi, khóc bạo lên. Lệ Trúc, tại sao mùi lại phải khóc? Không có nguyên nhân mùi đâu có khóc đâu. Đừng có hỏi nhiều. Anh kêu khóc thì khóc mau đi. Khóc đi, khóc đi, khóc đi, khóc đi. Khóc đi, khóc đi, khóc đi, khóc đi, khóc đi, khóc đi, khóc đi. À, tôi hiểu rồi à. Đại ca muốn dùng mấy mắt của Thập Bụi làm nổ tung cái siêu thuốc này. À, đúng vậy, đúng vậy. Khóc đi, khóc đi, khóc đi, khóc đi, khóc đi, khóc đi, khóc đi. Lần này các người chết cả đám rồi. Có sao không? Chỉ là con ngờ Thập Mũi vô dụng nhất nhưng mà lần này lại cứu được chúng con. Con thấy được rồi. Giỏi quá đi, giỏi quá. Con thấy được rồi đó. Con thấy được rồi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tại vì nước mắt của Thập Mũi là dạng năng cho nên có thể cứu được tất cả đó mà. Hay quá đi. Hay quá. Hay quá đó. Thiệt. Ba mà, con hãy diễn cái tên đại sói vô lương kia đi. Lát nữa về nhà cho làm gà để ăn mừng. Được lắm. Phải rồi. Cái rụng rạn chó này trả lại cho mày. Lấy cái tên đại sói vô lưng kia, đại lực tâm hôm nay sẽ phá cái vỏ công minh đầm trên sắt của ngươi. Sao con phụ thằng ba một tay đi? Đằng kia gió lớn quá, con sợ tóc của con bị thổi bay. Hay dạ, lời như vậy mà con nói được à? Anh em với nhau thì mới đồng tâm hiệp lực chứ. Phải rồi, để cha giải thích cho các con hiểu. Một chiếc đũa thì bẻ gãy như chơi, một bó đũa thì không thể nào bẻ được. Bẻ được hay không? Không. Giống như là 10 anh em của các con, sức lực của người rất yếu, bẻ dễ dàng. Các con đã thấy chưa? Nhưng mà một khi hợp lại với nhau rồi, cho dù sức lực rất là mạnh cũng không thể nào bẻ nổi. Các con có hiểu hay không hả? Có hiểu, hiểu rồi. Hiểu rồi.
Ồ, con hiểu ý của cha rồi. Một bó đũa giống hệt như là 10 anh em tụi con. 10 anh em tụi con mà đồng tâm hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau, cho dù gặp hoạn nạn gì đi nữa cũng không có sợ mà, phải không? Đúng rồi, chúng ta không thể chấp tay đứng nhìn đâu. Mau cứu Lỗ Tam đi. Mau cứu đi, nhanh lên. Đi. Lên. Đi. Lên. Đừng giết cha. Nể tình cha con chúng ta, cho cha một con đường sống đi. Hãy tha thứ cho cha. Đừng có nghe lời, giết nó đi. Phải giết đi, giết đi, giết đi. Đi xuống mà sao hết à? Chúng ta trả thù, trả thù. Tam đệ, Tam đệ. Ngày hôm nay trước mặt các người, ta phải giết nó ngay. Thằng ngủ biết bay. Phải rồi đó. Ngủ đệ, quá ra ngủ đệ biết bay hả? Đúng vậy. Nhưng mà bởi vì ngày xưa em đây rất ham ăn nên lười bay. Thật ra em đây là phi tiên ngủ nổi tiếng mà. Con sợ cao lắm. Vậy bây giờ tính sao đây? Đừng có lo, cha có cách rồi. Kêu thằng ngủ bịt mắt lại thì như vậy đâu còn sợ cao. Ngủ đệ đây giỏi ghê lắm. Hay quá, hay quá. Ngủ đệ hôm nay mà gì đó nhỉ? Con này giỏi thật á. Đương nhiên rồi, cần gì phải nói. Ê nè Tâm à, con có sao hay không? Con không có sao, giỏi quá á. Sao bao nhiêu trắc trở, cuối cùng gia đình của mình đã đoàn tụ. Phải. Nè em à, lát nữa nấu mấy món ăn cho thật ngon để tất cả gia đình của chúng ta ăn. Hay quá, hay quá. Ăn cơm xong các con phải ra ngoài chơi, còn cha với mẹ các con á phải ở trong nhà. Đừng có dạy hư cho các con. Chơi cái gì đây, chơi cái gì đây, chưa sợ cái gì chứ. Cha và mẹ sẽ sanh thêm mấy đứa em cho các con chơi nha. Hay quá, hay quá, hay quá. Cha, 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 cho dù chết đi nữa, cha, cũng phải có người chết chung với ta. Cái đồ tội, ta sẽ giết người. Cha. Nhưng nước mắt của con cứu cha nha. Cái đó có vô dụng rồi, cha đâu có giống chúng ta đâu chứ. Vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Anh nghĩ lát nữa nhớ đến thức anh dậy nấu canh ngon cho anh ăn. Vậy hả? Anh này thích uống canh của em lắm đó. Biết rồi, biết rồi. Các con phải nhớ kỹ, hãy nghe. Hãy nghe lời mẹ của các con nghe. Phải có hiếu với mẹ con. Dạ. Phải thương các em của con. Dạ. Lớn lên phải trở thành những người chồng đàng hoàng. Dạ. Bao giờ bắt chước như cha của các con. Có hiểu chưa hả? Dạ. 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 Anh mãi mãi là người chồng đàng hoàng trọn vẹn của em mà. Yeah.
Dạ anh xin lỗi nha. Anh dạ. Anh dạ. Mẹ à, tụi con đã có cách cứu cha rồi. Cách gì đây? Bây giờ 10 anh em tụi con sẽ trở lại thành 10 hạt thần châu, sau đó cho cha uống, như vậy thì cha có thể sống lại được. Vậy các con như thế nào? Mẹ à, vì để cứu cha tụi con phải rời khỏi cõi đời này. Tuy rằng thời gian chúng con sống ở trên cõi đời này rất ngắn ngủi, nhưng mà tụi con rất vui vẻ, bởi vì tụi con có một người mẹ rất thương yêu tụi con. Mẹ. Và một người cha rất là vĩ đại. Con nhất định sẽ nhớ cha mẹ, thương cha mẹ. Tụi con đi nha. Chúng con tạm biệt cha mẹ. Con à. Con à. Cha mẹ là giỏi cho cha mẹ. Con à. Em không phải đâu, anh uống mùi viên thần châu và sống lại rồi. Vậy mấy đứa con của anh đâu? Anh đâu? Không lẽ sanh thêm một lần nữa? Hay quá, có thể gặp mặt các con của chúng ta rồi. Không lẽ để cho anh một lần sanh 10 đứa? Ai da, anh chơi cái gì kỳ vậy? Yeah.